Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử và quý vị bệnh nhân thân mến, hôm nay trong chương trình Chữa Bệnh Tại Nhà của kênh YouTube Chùa Pháp Tạng, mỗi tuần sẽ đến cho quý vị một bài thuốc cây cỏ xung quanh nhà. Hôm nay xin giới thiệu quý vị một cái bài thuốc rất đơn giản, rất dễ thực hiện và trị bệnh rất là công hiệu. Bài thuốc đông y dân gian, nó gọi là bài thuốc và trị bệnh đau bao tử kinh niên, viêm xung huyết, dạ dày lét, dạ dày thành tá tràng, HB, bao tử dân dân. Nhưng nói chung là đau bao tử kinh niên, ăn no đau, đói đau và đau bụng ngầm ngầm, tức là có vấn đề về bao tử, tức là dạ dày không tốt, không tiêu hóa được thức ăn, dân dân. Xin quý vị hãy theo thầy để mà tìm cái nguyên liệu nha. Đây là cái cây nghệ nha. Quý vị thấy là nghệ nó có rất là nhiều cái chức năng. Nghệ nó trị được rất là nhiều bệnh, đặc biệt là sát trùng. Do đó hôm nay là thầy nhổ củ nghệ cho quý vị thấy nha. Nhổ bằng tay thôi, người ta thì đào, nhưng mình nhổ nó cũng lên nữa. Như nè, quý vị thấy không? Đó, ta nhổ lên. Nè. Thì nghệ nó đâm củ phía dưới, quý vị thấy không? Đây là củ nghệ nè. Này củ nghệ nè, quý vị thấy không? Nó ra củ nè, đây nè. Cái nghệ này nghệ cụ, tức là cái từ cái gốc của nó đó. Còn cái này nè, nếu mà tháng gần Tết á thì nó rất là lớn, nó rất là to nha. Tháng này chưa to, nhưng mà chúng ta xài nghệ cụ này hoặc là củ nghệ này cũng được, không sao cả. Này nhổ cho quý vị thấy thôi. Em ta thấy nghệ nó như thế nào đây. Là thu hoạch ha. Đây là củ, quý vị thấy không? Củ nó nè, củ đây Như đây ta xài hai củ à, ngày xài có hai củ thôi, nó chưa to hùng đó, chứ mà gần Tết mà củ bự bự lên nữa. Thấy nó đâm xuống không, quý vị thấy đâm củ quá trời không? Chút xíu thầy qua thầy rửa cho quý vị thấy cái gốc của nó. Vì nào giờ chưa thấy gốc nghệ phải không? Dạ. Này, rửa cái củ nghệ cho quý vị coi nè. Cái này nó cũng còn nhỏ, cho coi thôi, mình xài củ lớn. Đây củ nghệ thấy không? Quý vị thấy nó ra củ không? Nó chôm chân nè. Đây nó ra củ nè. Đó. Nhỏ cho quý vị thấy thôi, chứ nó già, mình xài củ già nè. Thấy không? Đây bông nghệ nè. Thấy không? Mày thấy bông nghệ thấy đẹp không? Này ngắt cho quý vị coi luôn. Chân cũng được nữa. Mình để vô. Mình chân cũng được. Nữa. Đây là bông nghệ. Thấy đẹp không? Này cây nghệ nè. Củ nghệ nè. Rồi đây củ nghệ già nè. Mình xài là xài củ nghệ già này nè. Đó. Cùng toàn thể quý vị, đây là cái trái sung nha. Bây giờ chúng ta trong cái bài thuốc trị đau bao tử kinh niên nè, thì chúng ta sẽ dùng cái trái sung tươi. Quý vị kiếm trái sung già thì là nó sẽ tốt, còn những loại trái sung non thì chúng ta có thể làm dưa ăn thì nó tốt hơn, nhưng sung già thì nó có chất thuốc nhiều, nên là bẻ cái trái sung này nha. Ta thu hoạch được một ít trái sung tươi này nè, gọi là thuốc trị đau bao tử kinh niên HB. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta bẻ sung vào rồi thì chúng ta mới lặt cái trái sung này ra, chúng ta rửa. Sung này sung già nha, già nó tốt.
đừng có non quá, non cũng được nhưng mà nó không bằng. Mình giặt lặt nó ra khỏi cùi rồi mình rửa sạch để ráo. Mũi lắm, mình thấy là nó vậy chứ nó mũi lắm, mũi sung. Dễ thương không? Mình làm bao nhiêu cũng được, tại khi mình làm xong mình uống mình mới có liều lượng. Chứ còn khi mà mình bào chế thì mình bào chế nhiêu cũng được chứ. Nhiều thì uống, để uống lâu thôi. Quá non ăn ngon lắm. Làm dưa bữa nào thầy sẽ chế biến một cái loại là dưa sung cho quý vị dùng ha. Dưa sung tức là bào chế bằng cái trái sung, dưa ngon lắm, nó cũng không có thua gì là cà pháo ở miền Bắc đâu nha. Đây là cà pháo miền Nam, dưa sung. Nhưng bữa nay chưa làm thức ăn, mai mốt mình nấu thức ăn. Hồi xưa thầy đi tu ở chùa sư phụ thầy, thầy cũng nấu ăn, nấu nhà bếp nên cũng biết ít đồ chay. Bữa nào nấu cho quý vị. Rồi bây giờ á, chúng ta xong đây là mình bẻ ra khỏi cái cành, xong mình rửa sạch. Rửa sạch cho mình để vô cái rổ này cho nó ráo. Ráo rồi mình mới sắc mỏng nó ra. Mình phơi một nắng sơ sơ thôi, phơi xéo thôi, không cần phơi nắng đâu, cho nó hết cái mũ á. Mình sao rồi mình làm thuốc là không có rửa nữa nghe. Nhưng bây giờ muốn rửa, có nhiều người rửa người ta để miếng muối vô cũng được, nó không sao hết á. Người ta sợ độc á, nhưng mà sung mình nó là sung chùa, không có, không có thuốc gì hết trơn, không có phân bón, không có thuốc thang gì hết trơn, nên không có sao hết trơn. Không lấy sung già. Thì thấy cái nghệ không đẹp không? Củ nghệ nè, đó, đẹp không? Củ nghệ nè, đó. Rửa chưa sạch kệ nó đi, bông bông nghệ nè, hoa đẹp chưa. Mỗi ngày á chúng ta uống cái chừng nhiêu thôi nha, cái gì hai cái củ nghệ này thôi, tức hai củ ba lớn này cũng được chứ không uống nhiều, không cần cân lượng gì đâu, uống ngày hai củ để thôi. Rồi mình lấy cây dao á, chúng ta biết mới cà cào nó ra cái vỏ ra à, tức là cái dao mình cào cái vỏ nó, cái này cái vỏ nghệ bên ngoài nè, nó mình cào đi à, lấy cái dao thái nhỏ cào, dao lớn cũng cào được nữa, nó mình cào chóc lớp vỏ ngoài đi nè. Ủa, nghệ mình trồng thơm ghê ha, mới nhổ lên thơm, trời thơm quá. Nhớ cái bánh xèo, bánh xèo người ta bỏ nghệ vô đâm cho, bỏ vô cho nó có màu á. Ăn nghệ tươi này nè, làm vô có màu. Mình làm bằng nghệ mà nghệ cụ đây á, nghệ cụ tức là nghệ trồng mà lấy nghệ cụ á, thì rất là tốt. Nghệ cụ nó vẫn ngon lành vậy đó, mà cái hàm lượng thuốc tốt lắm. Nghệ cụ hàm lượng tốt, thuốc tốt lắm. Bỏ uống mình rửa sạch đi, nãy rửa rồi bây giờ mình làm mình rửa lại, rửa sạch đi nước nữa, rửa sạch đi. Đây, trái sung đây, chúng ta thái mỏng nó ra nha. Thái mỏng ra đó. Thái. Cái này kêu bằng sắt hoặc là thái, thái hoặc là sắt.
tiêu cái từ gì cũng được. Đó. Cái đầu của nó này nè, mình bỏ nó đi, đầu nó mình tán khó lắm đó, sắc vậy đó, thì phải có công một chút xíu chứ làm biếng quá mình lười quá thì không làm được bài thuốc này. Này qua bên Mỹ á, cái trái sung Mỹ, trái sung bự á, chín ăn cũng ngon lắm. Cái họ cái sung là làm được hết nha, nhất là mấy vị ở nước ngoài á, chúng ta có cái trái sung Mỹ mà non á mình trồng. Để trên sàn, để này ta phơi cho héo, hoặc là nếu mà không có nắng thì thôi cũng không sao, để chút xíu mình sao luôn. Rồi bây giờ á là mình bỏ cái củ nghệ nè vào trong cối, cối này sạch rồi đó, mình giã nát để miếng nước vô, cái mình dắt lấy cái nước cốt đó đó. Rồi mình để trong tủ lạnh. Uống cái này á, khi mà tối khuya thức dậy 4 giờ sáng uống. Tức là mình canh 4 giờ sáng uống mà mình phải để miếng nước ấm vô, để cho nó lấy lạnh ra để miếng nước ấm vô thì ban tối á, cái bụng mình ấm nó sẽ tốt hơn nha. Nhưng mà khi mà mình phải để bảo quản á, mình làm ngày nào mình uống ngày đó. Này giả dễ lắm, tại vì nghệ này có gì chứ giả dễ, nó mềm lắm. Nó không có cứng. Đây quay sau khi giã nát này, mọi người thấy không? Người ta để mấy nước vào, rồi người ta dắt thôi. Mấy nước vào thì người ta dắt. Rồi kính thưa quý vị, chúng ta giã nát cái nghệ xong, chúng ta để miếng nước vào thôi, ít nước vậy thôi. Cho nó ra nước nghệ nè, đó. Ra nước nghệ. Rồi chúng ta lấy cái rổ lược dừa, chúng ta lược xong rồi quý vị mới để ở trong cái tủ lạnh á, mà mình ráp lại, mình bịch nó lại, hoặc lấy cái chén gì đó mình đậy lại, tức là mình lấy cái chén mình đậy lại này, hoặc là mình ráp lại, lấy chén đậy lại. Đây là cái nước nghệ nè, sau khi mình dắt xong cái nước nghệ này nhiều thôi. Cái khi mình uống á, ngủ ban đêm 4 giờ sáng thức dậy, mình pha miếng nước ấm vào đây mình uống thôi, còn giờ mình đậy lại rồi mình để trong cái tủ lạnh ngăn mát, rồi 4 giờ sáng khoảng đó rồi chúng ta thức dậy dặn đồng hồ reo, chúng ta thức dậy, chúng ta uống ngủ tiếp, nằm ngủ tiếp, tức là chỉ có nghệ, nước nghệ này thôi. Mình đậy lại nha, nhớ quý vị đậy lại, rồi mình đổ miếng nước ấm vô phải uống. Ban đêm thì nước ấm thì tốt hơn đó. Rồi bây giờ quý vị theo thầy bào chế cái trái sung nha. Sao cho nó giòn luôn á. Rồi người ta đổ hết cái trái sung vào. Nhưng mà quý vị làm lửa vừa vừa thôi nha. Làm lửa quá nó hát và nó khét à.
sao cho chủ yếu là như là nó phơi khô cho nó mà khô lại cho nó giòn lại. Sao miệt mài quá, quên lửa, lửa tắt rồi. Mà không có cho lửa nhiều, sao là lửa ít thôi là nó tốt. Thơm. À, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử, cái trái sung này chúng ta bào chế ba cái cách bào chế khác nhau, ai tiện cách nào bào chế cách đó. Cái thứ nhất, chúng ta sắc mỏng như thế này, mình phơi thật là khô, mình để trong keo, phơi nhiều nắng, phơi nào khô thôi, mình để trong keo. Một ngày mình lấy từ 10 đến 15 gram, mình đổ 3 chén, sắc lại 1 chén nước uống sáng, 3 chén nước, còn lại 1 chén uống chiều. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai, chúng ta sung tươi, chúng ta thái ra, chúng ta xào cho nó vàng như thế này, cũng độ 10 đến 15 gram. Rồi chúng ta đổ 3 chén nước, sắc lại 1 chén uống sáng, 1 chén uống chiều. Cách thứ ba, chúng ta phơi khô, xong rồi mình rang lên cho nó giòn, rồi mình tán ra thành thuốc tán. Uống sáng 2 muỗng cà phê dung, chiều 2 muỗng cà phê dung. Lúc cách bữa cơm khoảng chừng tiếng hồ, mình uống xa bữa cơm ra tiếng hồ, vậy đó. Có 3 cách. Quý vị nhớ chưa? Thứ nhất á, là chúng ta phơi cho khô, dễ vậy. Lấy này phơi cho khô. Đó. Rồi lấy 10 tới 15 gram, đổ 3 chén. Sắc lại 1 chén uống sáng, chiều cũng vậy. Chiều đổ ít hơn, cả 2 chén rưỡi nước được rồi, sắc lại 1 chén uống sáng. Còn cái thứ hai nữa, chúng ta sao, nãy giờ chúng ta sao cho quý vị thấy đó, là sao nó vàng sơ nè nè. Cũng lấy 10 tới 15 gram, tùy vào người lớn con, người lớn tướng, nặng ký thì mình lấy 15 gram, còn thôi thì mình lấy khoảng 10 gram. Đó, thì mình lấy khoảng một ít nè, đó, là 10 gram, nó khoảng ít đây đây. Đó. Một ngày ta lấy khoảng nhiều thôi, mà ta nấu, nó khoảng nửa chén rồi đó. Rồi mình nấu 3 chén nước, còn lại chén uống sáng, 3 chén, 1 chén uống chiều. Sau khi sao xong, đó, thì mình có ở nhà có sung tươi, á, để tủ lạnh, tới lúc nào cần uống á, thì mình sao một lần, mình sao ngày thôi, sao đủ xài thôi. Còn nếu mà ở xa, không tiện á, thì mình sắc nhỏ nhỏ ra mình phơi, cũng lấy 10-15 gram sắc. Còn nếu mình có công nữa, thì mình phơi cho thật khô, rồi chúng ta rang lên cho nó giòn mới xay ra được, chứ không giòn xay ra không được. Cho nó xay cho thành thuốc tán, uống sáng 2 muỗng cà phê, chiều 2 muỗng cà phê. Chọn một cách trong 3 cách để làm, cái nào tiện cho mình thì mình làm. Ở đây là làm là sao sung tươi để chúng ta nấu nha. Còn với phơi khô cũng rất là dễ. Tất cả mình để vào trong cái siêu như thế này. Đổ vào hết giọng siêu. Đó. Rồi mình đổ vô khoảng chừng 3 chén nước vậy đó. Rồi mình sắc còn lại 1 chén. Đổ vào 3 chén nước. 3 chén lưng lưng thôi, mình sắc lại còn chén nữa, vậy đó, 3 chén nước lưng lưng thôi, sắc lại còn chén uống. Nước thuốc này là cách bữa ăn khoảng 1 tiếng hết á, trước hoặc là sau đều được. Bài thuốc này rất là hiệu nghiệm, rất là nhiều người đã áp dụng và hết bệnh đau bao tử mãn tính, gọi là đau bao tử kinh niên đó. Bao tử có HB, viêm loét dạ dày, thành tá tràng, xung huyết bao tử và ăn uống không tiêu đều có thể trị bài thuốc này. Chúc quý vị thành công trong cái bài thuốc này và luôn luôn lúc nào cũng sống an vui với gia đình và sống an lành trong ánh từ quang của 10 phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử và quý vị bệnh nhân, các cái phần chia sẻ bài thuốc của chúng tôi ở trên mạng Internet, trong kênh YouTube Chùa Pháp Tạng, cũng như là tất cả các kênh khác như là trên Facebook hoặc là trên Zalo, hoặc là hỏi trực tiếp trả lời trên các cái bài giảng, là những phần hướng dẫn các bài thuốc dân gian mà ông bà mình để lại xưa nay, chúng tôi chỉ mang tính chất là hướng dẫn cho quý vị mà thôi.
Nếu quý vị có bị bệnh, tốt nhất là chúng ta đi thăm khám ở những phòng thuốc chuyên khoa hoặc là các bác sĩ chuyên khoa.